chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Bóng Đá Mơ. Rất vui khi được gặp lại các bạn. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chính có trong video ngày hôm nay. Nguyễn Trọng Hùng, quả để dành của thầy Park, từng được xem là nhân tố bí ẩn của huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhưng đến nay, số lần được ra sân thi đấu của tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng rất hạn chế. Một câu hỏi đang nhận được nhiều sự quan tâm là bao giờ cầu thủ có biệt danh Tí Anh được trao cơ hội. Con đường lên tuyển của Trọng Hùng tựa như một câu chuyện cổ tích. Dù Thanh Hóa bết bát và phải nhờ đến chiến thắng trong trận playoff với Phố Hiến mới trụ lại V-League 2020, nhưng Trọng Hùng vẫn luôn được huấn luyện viên Park Hang-seo dành một suất trong đội hình U22 Việt Nam. Thậm chí, Trọng Hùng được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố bí ẩn của ông Park, không chỉ ở U22 mà còn cả đội tuyển quốc gia. Bằng chứng, Trọng Hùng được điều chuyển từ U22 Việt Nam sang đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho các trận gặp Malaysia, Indonesia hay UAE tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên, Tí Anh đã không thể trụ lại trong cuộc sàng lọc cuối. Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi sao Mai Sứ Thanh chưa thể cạnh tranh với những đồng nghiệp dày dặn chơi cùng vị trí. Ở cấp đội U22 lại là chuyện khác. Tí Anh đã có khởi đầu tuyệt vời khi được điền tên trong đội hình xuất phát và góp một pha lập công trong trận thắng 6-0 của U22 Việt Nam trước U22 Brunei ở lượt đấu đầu tiên của SEA Games 30. Tiếc rằng, bàn thắng ở phút 82 lại là pha lóe sáng cuối của Trọng Hùng tại Đại hội Thể thao khu vực vừa qua. Chấn thương cơ háng là một trong những nguyên nhân khiến tiền vệ này phải ngồi ngoài. Thực tế, dù có sung sức, Trọng Hùng cũng khó tìm được vị trí chính thức khi bộ khung được huấn luyện viên Park Hang-seo xây dựng rất ổn định. Ngay cả những trận đấu đã an bài, tức U22 Việt Nam dẫn với khoảng cách khá lớn, Trọng Hùng cũng không được trao cơ hội. Rời Philippines với tấm huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 30, nhưng Trọng Hùng không để lại nhiều dấu giày trên sân. Cầu thủ người Thanh Hóa cũng thừa nhận, anh chưa thể hiện được những phẩm chất vốn có. Với một cầu thủ, để tìm được chỗ đứng, anh ta không thể đốt cháy giai đoạn. Huấn luyện viên Park Hang-seo luôn sử dụng những tài năng với sự nhẫn nại cũng như có tính toán phù hợp cho từng giai đoạn, từng thời điểm. Có vẻ như Trọng Hùng chưa nằm trong những toan tính trên sa bàn của ông Park thời gian qua. Nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa, tiền vệ này nằm ngoài kế hoạch của nhà cầm quân người Hàn Quốc ở vòng chung kết U23 châu Á 2020. Trong bối cảnh U23 Việt Nam cần những làn gió mới tại giải đấu tại Thái Lan sắp tới, Trọng Hùng vẫn là của để dành. Vấn đề còn lại là ông Park sẽ sử dụng cậu học trò này như thế nào để phát huy tốt nhất sở trường. Tốc độ và sự lắt léo luôn giúp Trọng Hùng trở thành mối hiểm họa khi đứng gần vòng 16m50. Nhưng ông Park cần nhiều hơn những gì Trọng Hùng đang thể hiện. Chẳng hạn như biên độ hoạt động phải rộng hơn, biết chơi phòng ngự từ phần sân đối thủ, cần nhiều hơn những pha đâm thẳng vào trung lộ hay xuống đáy biên rồi trả ngược bóng trở lại. Người ta từng ví Trọng Hùng như Phan Văn Đức 2.0 nhờ sự tương đồng trong lối chơi. Vòng chung kết U23 châu Á 2020 có thể là sàn diễn của Tí Anh và người ta chờ anh tỏa sáng giống như chuyện ông Park đã phù phép để biến Đức Cọt thành ngôi sao ở giải đấu trẻ của châu Lục cách đây 2 năm. Cuộc đua khốc liệt trong danh sách của U23 Việt Nam. Các tuyển thủ U23 Việt Nam có tuần lễ quyết định sẽ đua lấy một suất trong danh sách huấn luyện viên Park Hang-seo chốt hạ sang Thái Lan sự vòng chung kết U23 châu Á 2020. Cuộc chiến trong khung gỗ. Với màn trình diễn tương đối ổn định ở giai đoạn cuối tại SEA Games 30, Văn Toản đang được coi như sự lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Park Hang-seo trong khung thành U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020. Tuy nhiên, thực tế trên đất Philippines, màn trình diễn của Văn Toản trước thời điểm Bùi Tiến Dũng và En trên băng ghế dự bị cũng không hẳn tạo sự an tâm cho thầy Park, nên cũng chưa thể nói là chắc suất bắt chính. Không chỉ chưa hơn được Bùi Tiến Dũng về mặt chuyên môn, kinh nghiệm trận mạc ở các giải đấu đỉnh cao của Văn Toản dường như cũng thua sút so với đồng đội vừa chuyển đến câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh để cuộc chiến cho vị trí số 1 tới đây thực sự khốc liệt. Thậm chí, đàn em Elinie cũng sẽ có cơ hội cạnh tranh nếu như các đàn anh mắc sai lầm. Bởi gần như chắc chắn ông Park sẽ mang theo 3 thủ môn thay vì 2 như ở SEA Games khi vòng chung kết U23 châu Á được đăng ký 23 cầu thủ. Trừ đi 3 thủ môn gần như chắc suất, những cầu thủ khác cũng sẽ đua tranh khốc liệt để lọt vào danh sách 20 cái tên còn lại tham dự vòng chung kết U23 châu Á sắp khởi tranh ở Thái Lan. Nhìn vào danh sách U23 Việt Nam lúc này, nhóm cầu thủ từng tham dự SEA Games 30 gần như đã chắc suất, trừ những trường hợp bất khả kháng vì chấn thương và giờ chót.
Vì thế, năm cái tên giờ đội vào giờ chót sẽ rơi vào nhóm 11 cầu thủ mà huấn luyện viên Park Hang-seo gọi lên sau này. Trong bối cảnh eo hẹp cả về thời gian cũng như một suất triệu tập sau SEA Games khó thoát khỏi tay đình trọng, để cuộc cạnh tranh tấm vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á không đơn giản với những cái tên như Thiện Đức, Dụng Quang Nho, Hữu Thắng, Mạnh Dũng. Đi vào cụ thể hơn, nhiều khả năng ông Park sẽ mang sang Thái Lan 3 tiền đạo và trong số đó sẽ chỉ dành cho một trong hai cái tên là Mạnh Dũng hoặc Danh Trung mà thôi, bởi Tiến Linh hay Đức Trình đã chắc suất. Ở hàng tiền vệ, trừ những cầu thủ đã dự SEA Games thì hiện tại, U23 Việt Nam đang còn có Bảo Toàn, Trọng Đại, Hữu Thắng là mới và rất có thể 2/3 cầu thủ này sẽ phải rời đội khi huấn luyện viên Park Hang-seo chốt danh sách. Đau đầu nhất với huấn luyện viên Park Hang-seo vào lúc này e rằng nằm ở những tấm vé nơi hàng phòng ngự. Bởi ngoài việc phải tìm nhân tố thay thế xứng đáng cho Văn Hậu, Trọng Hoàng gia thì tại đây còn khá nhiều cái tên mà chiến lược gia người Hàn Quốc phải phân vân. Nhưng như đã nói, nhóm cầu thủ từng giành tấm huy chương vàng SEA Games như Ngọc Bảo, Thanh Trung, Tấn Sinh, Thanh Thịnh vẫn chắc suất, bên cạnh sự trở lại từ Đình Trọng. Và vì thế, nhiều khả năng Văn Tới, Việt Anh, Dụng Quang Nho, Thiện Đức sẽ cạnh tranh khốc liệt để cùng đội tham dự giải châu Á. Và việc chỉ có một trận đấu giao hữu kín với Bình Dương vào chiều ngày 28 tháng 12, xem ra cuộc đua tranh vé dự vòng chung kết U23 châu Á càng thêm khốc liệt hơn bao giờ hết. Sợ giống công phượng, báo Indonesia lo cho ngôi sao sắp sang Bỉ. Tờ Indosport đã tỏ ra lo ngại cho cầu thủ Sadi Ramdani khi nhận được lời mời từ các câu lạc bộ Bỉ, trong đó có Shin Chanser. Họ đã nêu ra tấm gương của công phượng để nhắc nhở cầu thủ này. Sadi Ramdani đã trải qua kỳ SEA Games thực sự thành công trong màu áo U22 Indonesia. Tốc độ cùng khả năng tạt bóng chuẩn của cầu thủ này khiến cho anh nhận được lời mời từ các câu lạc bộ Bỉ. Nguồn tin từ Indosport cho biết, có hai câu lạc bộ Bỉ là Shin Chanser và Jute Wargame đã liên hệ với Sadi Ramdani trong thời gian qua. Trong khi đó, tờ Indotransfer cho biết, tiền vệ cánh này đã quyết tâm sang châu Âu thi đấu. Tờ Indosport viết, Jute Wargame là một trong số những điểm đến tiềm năng của Sadi Ramdani. Họ đang sở hữu cầu thủ Indonesia là Sadi Was. Điều đó có thể giúp Sadi Ramdani hòa nhập với môi trường mới. Bên cạnh đó, Egi Maulana cũng đang thi đấu thành công ở giải Ba Lan và được đánh giá là một trong những ngôi sao sáng giá ở giải đấu. Giải Bỉ có nhiều ngôi sao chất lượng như Kevin Miralas, Simon Mignolet và Steven Defoe. Nếu như được chơi bóng ở Bỉ thì đây là cơ hội tốt để Sadi Ramdani có thể phát triển sự nghiệp. Nó sẽ giúp cho bóng đá Indonesia lớn mạnh hơn. Tuy nhiên, tờ Indosport cũng cảnh báo Sadi Ramdani về hai cầu thủ thất vọng ở giải Bỉ là Fiza Andika và Công Phượng. Tờ báo này viết thêm, vào tháng 1 năm 2019, Fiza Andika đã ký hợp đồng với câu lạc bộ Tubize ở giải hạng 2 Bỉ nhưng đã nhanh chóng rời khỏi câu lạc bộ chỉ sau 7 tháng. Giải Bỉ có nhiều ngôi sao chất lượng nên nếu tới đây, Sadi Ramdani có thể sẽ phải ngồi dự bị như trường hợp của Công Phượng. Sau 4 tháng ở Bỉ, Công Phượng chỉ ra sân 20 phút trong màu áo Shin Chanser. Hiện tại, cầu thủ này đang được liên hệ trở về Việt Nam thi đấu cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ Công Phượng, tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Hàn Quốc là Lee Seung-woo cũng đã trải qua kiếp sống mòn ở Bỉ. Huấn luyện viên U23 Hàn Quốc không án U23 Việt Nam. Chia sẻ trước báo giới, huấn luyện viên U23 Hàn Quốc Kim Hak-bum cho biết đội bóng của ông sẽ đánh bại U23 Việt Nam nếu như hai đội gặp nhau trong trận tứ kết giải U23 châu Á. Tại giải U23 châu Á, U23 Hàn Quốc rơi vào bảng C với các đội bóng U23 Uzbekistan, U23 Iran và U23 Trung Quốc. Họ hoàn toàn có thể là đối thủ của U23 Việt Nam ở bảng D vào vòng tứ kết. Mặc dù nằm ở bảng đấu khó khăn, nhưng U23 Hàn Quốc vẫn tự tin có thể vượt qua. Thậm chí, họ còn khẳng định sẽ đánh bại U23 Việt Nam ở vòng tứ kết nếu như hai đội chạm trán. Phát biểu trước báo giới, huấn luyện viên U23 Hàn Quốc Kim Hak-bum cho biết U23 Hàn Quốc đã phải đối đầu với những đối thủ rất mạnh, nhưng chúng tôi biết cách vượt qua họ. Mục tiêu của U23 Hàn Quốc là giành vé tham dự Olympic, nên chúng tôi không phải sợ hãi trước bất kỳ đối thủ nào. Ngay cả khi đối đầu với U23 Việt Nam ở vòng tứ kết, chúng tôi cũng sẽ đánh bại họ. Hiện tại, U23 Hàn Quốc đang đóng quân ở Gangneung để hoàn tất khâu cuối cùng trước khi sang Thái Lan. Ở giải đấu sắp tới, họ có thể không có sự phục vụ của nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài như Park Seong-woo, Lee Kang-in,
Lee Sung-gu hay Hwang Hae-chan. Nguyên nhân bởi các câu lạc bộ chủ quản không đồng ý nhả cầu thủ về thi đấu ở giải U23 châu Á. Đây không phải là giải đấu thuộc FIFA nên các câu lạc bộ không nhất thiết phải nhả người. Đội bóng đến từ xứ sở kim chi sẽ thi đấu trận đầu tiên gặp U23 Trung Quốc vào ngày 8 tháng 1 trước khi đối đầu với U23 Iran và U23 Uzbekistan. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý đón xem và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh để ủng hộ cho mình nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.